Chào các bạn, video này shop tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách dán màn hình cường lực dành cho đồng hồ Apple Watch Ultra rất là đơn giản. Hiện tại thì trên website phuongvshop.com đang có rất nhiều loại cường lực, thì bạn sẽ bị phân vân là nên chọn loại nào, cũng như là nó có dễ dán hay không, mình ở xa có thể tự dán tại nhà hay không, hay là bắt buộc phải đến cửa hàng. Thì với cái bộ dán cường lực của thương hiệu Unique này thì nó sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn khi mà dán tại nhà ha. Uniqlo là thương hiệu của Singapore cho nên mình sẽ không bàn về cái chất lượng kính nữa. So với lại những cái loại kính khác đó, thì nó ít bám vân tay hơn rất là nhiều, và cái khuôn kính của nó rất là đẹp, cũng như là những cái tool, những cái bộ phụ kiện cách đóng gói giúp cho mình dễ dán hơn, dễ sử dụng hơn. Thì với cái đồng hồ Apple Watch đó, bạn nên chọn cái thương hiệu Uniqlo này. Nó có một cái tool mình úp trên cái màn hình thôi thì nó sẽ đúng ngay cái vị trí, và bạn nhìn thấy cái đường khuôn của cái thương hiệu Uniqlo này nè, nó fit hết toàn bộ cái mặt của đồng hồ Apple Watch luôn. Nó fit hết toàn bộ ra tới phần mép màn hình ngoài, và cái độ bám dấu vân tay nó cũng ít bị hơn. Khi mà nhìn ngang thì nó sẽ cao hơn màn hình một chút xíu ha, nên nó sẽ chống được va đập khi mà bạn lỡ va tay vào trong cạnh bàn hay là cạnh tường. Nếu như bạn đến cửa hàng thì shop sẽ hỗ trợ dán cho bạn luôn, còn mua về tự dán, mua online, giao hàng đi tỉnh, giao hàng ở xa, tự dán tại nhà thì bạn chắc chắn sẽ gặp hai cái trường hợp này. Thứ nhất là cái bóng khí ở trong màn hình, thì với bóng khí thì bạn chỉ cần đẩy cái tay ra thôi, bằng vuốt ra thì khí nó sẽ tan ra, nó sẽ chạy thoát khỏi cái màn hình. Còn trường hợp thứ hai đó là bị hạt bụi ở trong màn hình, thì bạn dùng tay bạn nâng cái tấm kính lên một chút xíu, rồi mình lấy một cái sticker có keo á, bạn đặt vào cái vị trí của cái hạt bụi thì nó sẽ được hút ra theo cái miếng sticker ha. Đồng hồ này đang được sử dụng hai phụ kiện là miếng dán cường lực và cái bumper bên ngoài đều là của thương hiệu Unique hết. Bạn thấy nó rất là gọn đúng không? Và còn một cái phụ kiện nữa, đố các bạn biết đó là phụ kiện nào? Nếu mà bạn biết thì hãy bình luận ở phần comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này của shop. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.